Xin kính chào quý khách nha. Sau đây quay chi tiết cho khách xem cái bộ ốp dán mặt xa lăng của xe Ford Everest cũng như là Ranger đời từ 22-24 mới nhất hiện nay quý khách nhé. Sản phẩm thì gồm các thanh nhựa này, trắng lớp mặt rô màu trắng ở bên trên này, rất là đẹp luôn nhé. Có các cái chi tiết như sau, gồm có 1, 2, 3, 4, 5 chi tiết lớn nhỏ như này đó, để nó dán vào các cái khe ở trong mặt ca lăng này để cho nó sáng hơn, làm nổi bật hơn cái mặt ca lăng của xe, nó sáng hơn. Và đặc biệt là đi vào ban đêm, cái màu trắng của mặt chrome này nó phản sáng rất là đẹp nhé, nhìn rất là nổi bật và nhìn nó đặc biệt, nó khác biệt so với các xe khác. Lắp đặt rất là đơn giản các khách nhé. Đằng sau thì có băng dính 3M hai mặt như thế này, các khách mua về chỉ việc bóc băng keo vào dán thôi, rất là đơn giản dễ dàng đó. Sản phẩm thì nó thiết kế vừa khít với xe luôn đó. Các khách mua hàng trực tiếp có thể qua địa chỉ của shop ở 14/1 để mua hàng nhé các khách nhé, ở Hà Nội luôn. Rồi, xin cảm ơn các khách rất là nhiều nha.